Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi có một cái ước mong là sẽ tặng cho quý vị và các bạn tra cứu thông báo thụ lý ở cấp phúc thẩm. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những cái kinh nghiệm mà tôi sẽ san sẻ cho quý vị và các bạn. Cái kinh nghiệm này tôi đã có được nhiều lần và muốn tặng cho quý vị và các bạn như một món quà. Có thể các anh chị em luật sư, một số anh chị em chuyên gia, mà thậm chí các bạn ở tại tòa thành phố cho rằng cái điều này thật là đơn giản mà không cần thiết phải hướng dẫn. Nhưng theo tôi là một người trung gian giữa cái việc hiểu biết của luật sư và một người chuyên nghiệp, đi nói thẳng như vậy, thì tôi đã học và tôi đã có kinh nghiệm, và vì thế mới tặng cho quý vị và các bạn. Video hôm nay của tôi có tên là hướng dẫn tra cứu thông báo thụ lý. Cái video hướng dẫn này chỉ dành cho 24 quận huyện lên tòa thành phố trong những cái trường hợp mà án phúc thẩm về tòa thành phố. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ mình đặt một cái giả thuyết rằng là mình đã được một cái bản án của tòa các quận, các huyện xử. Giờ tòa án nhân dân quận 3 xử về một cái vụ án ly hôn có tranh chấp về tài sản. Người vợ không kháng cáo và người chồng thì kháng cáo, vì ông cho rằng là cái việc mà tuyên cho bà vợ nuôi con sẽ không thỏa đáng. Người vợ đã đến tòa án nhân dân quận 3. Tòa án bảo rằng là thưa với chị rằng là chúng tôi đã xét xử bằng một bản án của tòa án nhân dân quận 3. Tuy nhiên rằng là ông chồng của chị đã kháng cáo và hồ sơ của chúng tôi đã chuyển đến tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như thế, một tòa án của huyện Bình Chánh xét xử một cái vụ việc tranh chấp thương mại, trong cái vụ việc là tranh chấp hợp đồng thương mại về hai công ty, giữa hai công ty với nhau. Sau khi tòa án nhân dân huyện Bình Chánh xử xong thì cho rằng cái việc mà tòa án xử như vậy là không thỏa đáng, và một công ty đã kháng cáo lên trên. Thì nhân viên của công ty đến hỏi tòa là tòa ơi, trong trường hợp này thì như thế nào? Thì anh thẩm phán của tòa án nhân dân huyện Bình Chánh bảo rằng là chúng tôi cũng đã xử cho quý vị bằng một bản án, tuy nhiên do có một trong các bên đương sự kháng cáo thì bản án sẽ được chúng tôi chuyển về tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử. Và cũng như cái tình tiết đó thì một cái bản án của tòa án nhân dân quận nhất về tranh chấp hợp đồng vay tiền, người cho vay đã cho người này vay một cái khoản tiền và người vay không trả lãi mà cũng không trả vốn, và buộc lòng tòa án đã cái người cho vay đã khởi kiện đến tòa. Bản án của tòa án nhân dân quận nhất xét xử bằng một cái bản án, và bên vay cho rằng cái việc phán quyết của tòa án nhân dân quận nhất như vậy sẽ thiệt hại đến quyền và nghĩa vụ. Thực tế thì trong cái việc mà ở trong cái tiền gốc mà theo như lời nguyên đơn trình bày, nó đã có lãi chồng lãi rồi, và vì bị đơn không có mặt tại phiên tòa cho nên bản án đã được tống đạt niêm yết trực tiếp tại ủy ban nhân dân xã phường thị trấn. Mà khi niêm yết xong rồi thì hỏi ra thì còn thời hạn kháng cáo. Lên tòa, tòa bảo hồ sơ chúng tôi chuyển đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 trường hợp đó để thấy được rằng sau khi có phán quyết của Tòa án Nhân dân cấp một quận huyện, 24 quận huyện trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh và các bên đương sự không đồng ý với các với nội dung của cái bản án và một trong các bên đương sự đã kháng cáo đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn bằng cái đám dấu. Đây là bản án của Tòa án Nhân dân cấp quận huyện và đã có chữ kháng cáo. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách tra cứu thông tin tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, để tra cứu thông tin thì các bạn đi đến cái địa chỉ là 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở quận Nhất, gần cái khúc Dinh Độc Lập. Quý vị lên một tí xíu nữa và quý vị hỏi người ta, hoặc là quý vị vào Google Maps, quý vị đánh cái thông tin là 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Và khi có quý vị và các bạn đánh cái thông tin đánh như vậy thì quý vị đem nhớ nhé, đem một cái bản án, đem một cái bản án đến để chúng ta sẽ tra cứu cái thông tin trên máy. Tôi hiểu được cái tâm trạng của những người sau khi xét xử mà thua. Tôi hiểu được tâm trạng của những người sau khi xét xử mà được một cái câu chuyện nhưng mà cũng không biết là ai sẽ như thế nào. Cho nên đây là một cái giai đoạn mà đối với các bên đương sự, đối với nguyên đơn, đối với bị đơn là một cái quá trình lo lắng. Tôi cũng có một đương sự, họ không được xem xét trong một cái bản án của Tòa án Nhân dân huyện và họ cứ gọi điện thoại cho tôi. Thì tôi bảo với họ rằng bằng kinh nghiệm của nghề thì thông thường không biết những một số tòa án như thế nào, nhưng riêng ở Tòa án Nhân dân huyện ở chỗ tôi thì khoảng trên dưới 2 tháng thì tòa án sẽ chuyển từ cái cấp sơ thẩm lên cấp phúc thẩm. Và chúng ta nhận được cái bản án và chúng ta đến cái địa chỉ là 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ở tại cái mình sẽ vô ở cái phòng mà mình sẽ có 2 cái máy và chúng ta sẽ tra cứu thông tin như thế này. Chúng ta sẽ tra cứu bản án và chúng ta sẽ chọn gọi là phúc thẩm cho quý vị, phúc thẩm. Và chúng ta cầm cái bản án này để như thế nào để chúng ta hiểu được rằng chúng ta sẽ thông tin cái anh, cái chị, cái vị quan tòa sẽ xử chúng ta trong cái hồ sơ. Chúng ta sẽ sớm hơn một bước so với việc chúng ta chúng ta ngồi ở nhà chờ cái thông tin này. Mà chúng ta khi mà chờ cái thông tin này thì chúng ta trong một tình trạng gọi là bị động. Dĩ nhiên trong quá trình thông báo thụ lý thì các anh chị tòa án nhân dân, thẩm phán cũng sẽ gửi thư mời đến các bên đương sự. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải có một công tác gọi là chuẩn bị trước vẫn tốt hơn quý vị và các bạn. Thì chúng ta đến cái máy thông tin đó, chúng ta sẽ tra cứu về thông tin về phúc thẩm và chúng ta điền những cái thông tin, điền họ và tên. Thì thông thường chúng ta sẽ điền họ và tên thông tin của nguyên đơn. Ví dụ như trong trường hợp họ và tên phía sau đó thì chúng ta sẽ điền là Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị X. Thực sự ở phía dưới màn hình nó có cái, nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn biết được cái sử dụng máy vi tính, sử dụng computer thì chúng ta sẽ dễ dàng đánh thông tin. Cái máy của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì đánh bằng tiếng Việt, cho nên mình cũng hơi chậm tí xíu. Nhưng mà cái thời gian mình cũng rất là rộng, cho nên quý vị và các bạn sẽ đánh tên là Nguyễn Thị A, tên họ và tên của ở nguyên đơn đó quý vị. Rồi chúng ta sẽ chọn, ở trong đó có một cái list danh sách là 24 quận huyện. Thì chúng ta có thể chọn tòa án nhân dân huyện Củ Chi, chúng ta cũng có thể chọn tòa án nhân dân quận 3, chúng ta có thể chọn tòa án nhân dân quận Bình Tân. Cái nơi mà bạn an xử quý vị, ở đây nè, ở trên phía trên cái mối quan hệ tranh chấp, ở phía trên các bạn, cái phía trên cái góc trái của cái bạn an. Và tiếp theo đó là cái số hiệu của bạn an. Thì chúng ta sẽ điền vào cái thông tin trên, ở phía trên góc trái đó, quý vị sẽ nhìn thấy cái số bản án. Ví dụ như cái số bản án trong trường hợp này là 311/2016 dân sự sơ thẩm, thì các bạn đánh vào cái thông tin đó. Ví dụ là 311/2016 dân sự sơ thẩm. Và phía bên dưới cùng thì chúng ta sẽ chọn là 5 xét xử. Thì ví dụ như bản án của mình xét xử vào năm 2016 thì mình sẽ chọn 2016. Và nếu như trong trường hợp năm xét xử của mình là 2018 thì mình sẽ chọn là 2018. Thưa quý vị và các bạn, tôi có 4 thông tin chúng ta cần biết để chúng ta đánh vào cái máy tra cứu thông tin này. Thứ nhất là chúng ta đánh về thông tin của chúng ta, đánh vào nguyên đơn, đánh vào bị đơn. Cái thứ hai là chúng ta đánh vào cái thông tin của tòa án nơi xét xử, tòa án nhân dân quận 10, tòa án nhân dân quận nhất. Và thế là chúng ta sẽ đánh vào cái số bản án. Và tiếp theo là 5 xét xử. Với 4 thông tin này, chúng ta có thể chọn được những cái nếu trong trường hợp tòa án nhân dân cấp quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ lên thì chúng ta sẽ nhận được một cái thông báo là tòa án nhân dân đã thụ lý vụ án họ và tên Nguyễn Văn A, nguyên đơn Nguyễn Văn B, và mối quan hệ tranh chấp là tranh chấp ly hôn, tranh chấp về hợp đồng vay tiền, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất. Và chúng ta sẽ biết được thẩm phán thụ lý, và khi biết được thẩm phán thụ lý thì chúng ta sẽ đi đến vào trong, bước vào trong và hỏi anh thụ lý rằng trong trường hợp này thì bản án của tôi như thế tại đây thì tôi sẽ làm bản án. Thưa quý vị và các bạn, đây là những cái kinh nghiệm mà tôi có được trong cái quá trình mà đi nhiều, làm nhiều và hướng dẫn lại cho những anh chị em, những người chưa biết, những người dân vô phúc đáo tụng đình. Trong những cái hướng dẫn này, tôi cũng không dám qua mặt các anh chị em luật sư, không dám qua mặt một số các thư ký, các anh chị em thẩm phán, một số các anh chị là những người chuyên nghiệp. Video này nếu quý vị và các bạn những người chuyên nghiệp, những các anh chị có những cái kinh nghiệm thì có thể cho tôi thêm những cái lời tư vấn. Tôi sẽ kỹ càng hướng dẫn người dân để mà tra cứu thông tin. Còn nếu như trong trường hợp có những cái điều gì sai thì cũng xin cho tôi những cái thông tin để cho tôi kịp thời chỉnh lại cái video để phục vụ quảng bá rộng rãi cái hướng dẫn sử dụng cái tra cứu thông tin ở 24 quận huyện lên thành phố Hồ Chí Minh. Còn một mảng nữa mà tôi không biết, đúng ra là tôi sẽ quay cái màn hình để mà hướng dẫn cho quý vị và các bạn, nhưng thực tế tôi không biết làm. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ quay lại chủ đề này khi tôi biết được cái việc quay những cái màn hình. Các anh chị em nào có biết được cái thông tin về cái việc quay cái màn hình thì hãy cho tôi cái hướng dẫn để quay màn hình. Mục đích chính của tôi là mình sẽ biết được cái thông tin, mình tra gửi thông tin cho những người cần thiết, và mình biết được thông tin để mình hướng dẫn cặn kẽ hơn, phục vụ cái đại đa số trong cái chương trình Vita Kiếp Ta. Kính mong quý vị và các bạn đóng góp một cách chân tình ở trong cái hướng dẫn tra cứu thông tin tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Nếu quý vị và các bạn cả những cái lĩnh vực hướng dẫn quay màn hình và cả những cái lĩnh vực về tra cứu thông tin thì hãy có cái sự hướng dẫn. Tôi sẽ là một cái người cầu tiến, tôi vẫn muốn học để san sẻ, học để hướng dẫn là những người yếu kiến thức hơn mình. Xin trân trọng cảm ơn.